Chúng ta cùng nhau làm quen với chương trình Photoshop. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với chương trình Photoshop. Đây là cái chương trình có chức năng là chỉnh sửa ảnh. Tất nhiên nó không phải là duy nhất, thế nhưng mà nó là chương trình được coi là chuẩn mực của các chương trình khác. Do cái tuổi đời của nó là so với các chương trình khác thì là nó cũng lớn hơn, đồng thời nó luôn luôn là cái chương trình mang tính định hướng và nó gần như là nó dẫn dắt cho các cái chương trình khác phát triển theo. Thế thì Photoshop nó có thể là làm nhiều việc. Đó. Chúng ta gọi chung nó là chương trình chỉnh sửa ảnh. Thế nhưng mà về vai trò thì rõ ràng là nó có thể là đáp ứng rất là nhiều yêu cầu khác nhau. Ví dụ như là chỉnh sửa ảnh đơn thuần, tôi chỉ là một người chơi ảnh, chụp ảnh đấy chẳng hạn. Đó, thì tôi vẫn có nhu cầu là chỉnh sửa cái ảnh đã chụp rồi, làm sao cho nó hoàn hảo hơn, cho đẹp hơn. Cũng có thể là tôi sẽ sử dụng ảnh đó để đưa vào các bản thiết kế. Ví dụ tôi làm một cái poster, tôi làm một cái quyển catalog, tôi làm một cái sản phẩm gì đó mà có sử dụng đến ảnh. Đó, thì tôi sẽ sử dụng cái chương trình tôi chỉnh sửa ảnh. Sau đó cũng có thể là tôi sẽ thiết kế ngay trên môi trường Photoshop, hoặc là tôi sẽ đưa nó, cái ảnh đó sau khi chỉnh sửa theo đúng yêu cầu cần thiết của cái công việc thì tôi sẽ chuyển sang một chương trình khác để chạy tiếp ở trên chương trình khác. Đó. Nó có thể là hỗ trợ, chẳng hạn như là chỉnh sửa ảnh rồi hỗ trợ để làm ra các cái sản phẩm, ví dụ như là các cái sách báo, tạp chí. Đó. Thì trong đó có ảnh thì cần phải chỉnh như thế nào cho nó phù hợp, cắt cúp như thế nào cho phù hợp, chỉnh màu như thế nào cho phù hợp. Đấy. Hoặc Photoshop có thể đóng cái vai trò như là một cái chương trình thiết kế. Tại vì bản chất lúc đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là Photoshop bản chất của nó có vẻ như là nó thiên về cái việc editing, tức là chỉnh sửa thôi, tức là trên cơ sở có một cái bức ảnh có rồi, đúng không? Tôi có thể hài lòng hay chưa hài lòng thì tôi sẽ chỉnh sửa, hoặc là tôi sẽ sáng tạo trên cơ sở là những bức ảnh đang có, tôi sẽ cắt, tôi sẽ ghép, tôi sẽ tạo thêm hiệu ứng, vân vân. Thì đấy là chúng ta đang làm việc ở trên những cái thứ đang có rồi, tức là nguồn gốc là bức ảnh có rồi chẳng hạn. Đấy, thì tính chất của nó sẽ là thiên về editing, nhưng cũng có những trường hợp nó sáng tạo hoàn toàn. Ví dụ như là chúng ta làm về thiết kế web, giao diện website chẳng hạn, hoặc là thiết kế giao diện cho các cái chương trình mà chạy trên nền tảng mobile chẳng hạn, thì Photoshop cũng là một nền tảng mà lúc đó thì chúng ta sẽ làm mới hoàn toàn, coi như từ một cái tài liệu mới trắng tinh mở ra, tôi sẽ bắt đầu bắt tay vào tạo mới, sáng tạo ra tất cả mọi thứ ở trên đó. Rồi cũng còn một ngạch nữa chúng ta có thể gặp, đó là Photoshop nó sẽ đóng vai trò như là một cái phần hỗ trợ, chẳng hạn như là làm các cái sản phẩm về phim ảnh chẳng hạn. Đấy, thì Photoshop sẽ đóng vai trò như là một cái chương trình để xử lý và tạo ra một phần trong các kỹ xảo mà hình ảnh mà các bạn vẫn đang nhìn thấy ở trên màn hình, hoặc là nó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện những sản phẩm từ chương trình khác, chẳng hạn như là chúng ta thiết kế một cái gì đó ở trên nền 3D chẳng hạn, chúng ta có thể là xuất ra những cái sản phẩm để cho nó đẹp hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng Photoshop như là một cái chương trình để làm hậu kỳ, để xuất ra những sản phẩm đã được thiết kế ở trên cái nền tảng 3D. Đấy, chúng ta có thể là chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng, ghép thêm chất liệu, ghép thêm các cái vật thể khác như cây, cối, mây, trời, chất liệu, các thứ để chúng ta có thể làm ra một cái sản phẩm thiết kế trong 3D, ví dụ như nội thất hoặc là kiến trúc chẳng hạn, nó sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Đấy. Hoặc có một ngạch nữa mà chúng ta bây giờ thấy cũng có tương đối nhiều, đấy là trong cái vấn đề sáng tạo. Ví dụ như là chúng ta thấy là có những cái một cái dự án, một cái đề án nào đó, thì khi mà người ta đưa ra một cái ý tưởng thì người ta cần phải hiện thực hóa các cái bối cảnh hay nhân vật. Ví dụ như là một bộ phim hay là một trò chơi hay là một cái gì đó chẳng hạn, hay là kể cả những cái về những cái video chẳng hạn đó. Thế trước khi mà người ta quay, người ta dựng hoặc là người ta làm phim hay là người ta làm các cái trò chơi thì ý tưởng là một chuyện, nhưng mà nó như thế nào thì phải có người hiện thực hóa nó ra, đúng không? Chúng ta sẽ phải vẽ ra này, chúng ta phải phát thảo ra, ví dụ là nhân vật ở trong cái trò chơi này như thế nào, hay nhân vật ở trong cái phim như thế nào đó, hay là bối cảnh của một cái khung cảnh mà chúng ta sẽ quay video nó như thế nào đấy, thì chúng ta phải phát thảo ra. Dựa trên cái đó thì nó mới có một cái gợi ý về mặt thị giác để sau này mọi người ta mới dựng lên, người ta mới làm tiếp ở trên cái đó. Thì cái đấy thì nó thiên về một thứ nó chúng ta gọi là Digital Concept Art đấy, làm những cái ý tưởng, phát thảo ra những cái gì đó mới, và thay vì là làm ở trên giấy, bút, chì vân vân, thì bây giờ người ta có thể là thực hiện ở trên các cái thiết bị số đấy, vẽ trực tiếp ở trên các cái phần mềm, mà trong đó Photoshop cũng sẽ là một trong các phần mà được sử dụng rất là nhiều để mà tạo ra các sản phẩm dạng như thế. Hoặc người ta cũng có thể vẽ tranh hoàn toàn, thay vì là tôi cầm bút cầm màu với những cái phương tiện rất là cổ điển đấy, vẽ lên khung lên toan, thì bây giờ là tôi sẽ vẽ cho các bức tranh số ở ngay trên các phần mềm như thế này. Thế thì vai trò của nó thì rõ ràng cực kỳ nhiều. Thế và cái độ quan trọng của nó thì chúng ta có thể hình dung theo một cái khái niệm như thế này chẳng hạn. Nếu như mà chúng ta nói về cái phương tiện đi lại ấy. Đấy, người trong Nam chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng là người ta đồng nghĩa cái khái niệm, ví dụ như là xe Honda chẳng hạn, người ta đánh gần như là có lúc người ta đánh đồng với lại tất cả các phương tiện mà xe cộ đi lại hai bánh mà gắn máy, đúng không? Các nhãn mác có thể rất là đa dạng, có thể là tôi đi xe Suzuki, tôi có thể là đi xe Yamaha hoặc là một mác gì đó, nhưng mà khi hỏi là anh đi cái gì đến thì người ta có thể là dùng một cái khái niệm thay thế, và tôi đi Honda, có nghĩa là tại vì là cái độ phổ cập của nó, phổ dụng của nó rất là lớn. Thế còn ở trong cái mảng mà xử lý mà làm việc với ảnh thì chúng ta cũng gần như là đánh đồng một cái khái niệm như thế. Đấy, khi mà hỏi rằng là một cái bức ảnh này đang là nguyên vẹn hay là đã qua chỉnh sửa rồi nhỉ, ví dụ các bạn thấy một bức ảnh nào đó lạ đẹp ở trên mạng chẳng hạn đấy, thì cứ hỏi nhau rằng cái này đã xốp chưa nhỉ, tức là nó gần như là, nhưng mà rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều cái chương trình khác cũng có thể là giúp là chỉnh sửa chứ không phải là không, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ thì gần như họ đánh đồng luôn cái khái niệm đã sửa ảnh là nói đến Photoshop, cho nên là họ hỏi nhau bằng một câu rất ngắn gọn, ảnh này là đang ảnh nguyên hay ảnh đã xốp rồi nhỉ. Đấy, thì các bạn sẽ hình dung ra cái vai trò của nó và cái độ phổ cập của nó. Thế thì đấy là nói qua một vài cái khái niệm hoặc là cái độ phổ cập hoặc là cái vai trò của Photoshop ở trong cuộc sống của chúng ta bây giờ, công việc của chúng ta bây giờ. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cái giao diện. Hiện tại chúng ta đang sử dụng là phiên bản Photoshop mới nhận, đó là cái phiên bản CC, và đây là cái giao diện của chương trình khi chúng ta mở ra. Trước hết thì ở phía trên thì chúng ta có cái thanh menu nơi mà nó sẽ giúp chúng ta mở ra và gọi hoặc là can thiệp sâu vào các cái lệnh khi mà chúng ta làm việc. Thanh tiếp theo phía dưới thì chúng ta gọi nó là thanh option. Thanh option này là một cái thanh có tính chất tùy biến rất là cao, nó không có một cái diện mạo cố định mà nó luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào việc là chúng ta sử dụng công cụ nào. Bằng việc là chọn sang một công cụ khác thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái tham số hiện lên ở trong này nó sẽ được thay đổi phù hợp với công cụ chúng ta đang chọn. Đấy, để giúp làm sao mà chúng ta làm việc với công cụ nào thì chúng ta sẽ có được những cái lệnh hoặc là có được những cái thao tác mà phù hợp nhất hay sử dụng nhất khi mà chúng ta làm việc với công cụ đó. Ở phía bên rìa bên phải thì các bạn sẽ thấy là có một cái danh sách nhỏ. Nếu mà các bạn sổ ra thì các bạn sẽ thấy có một loạt các cái lựa chọn khác nhau. Trong đó thì nó có những cái tùy chọn, ví dụ như là essential này, motion này, painting này, photography này, typography vân vân. Thì cái đó nó là những cái chế độ làm việc khác nhau dành cho những công việc khác nhau có thể làm ở trên Photoshop. Đấy. Trong đó ví dụ như là essential thì là cái mang tính là chung nhất và khái quát nhất trong tất cả các công việc mà chúng ta làm việc ở trên Photoshop. Thế còn ví dụ như là chúng ta thấy là chúng ta đặt ở chế độ motion thì cái đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm việc ở chế độ là làm những cái thiết kế mà có dính dáng tới chuyển động này, đúng không? Painting thì dành cho những ông mà chuyên gọi là vẽ vời ở trên Photoshop này, đúng không? Photography là dành cho những ông mà chuyên làm ảnh, chơi ảnh, chụp xong thì chỉnh sửa các thứ làm sao cho nó tốt nhất này. Hoặc là typography thì nó liên quan tới những cái thiết kế và trong đó sử dụng chữ để thiết kế rất nhiều. Đây ví dụ tôi đặt essential thì nó như thế này, nhưng nếu như bây giờ tôi mở thằng motion chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ mở ra cái cửa sổ timeline này, rồi các cái layer này và những công cụ mà thường được sử dụng để làm cái đoạn chuyển động ở trong Photoshop này. Thế hoặc là nếu mà tôi chọn painting này, đấy, thì nó có thể là đưa ra các cái hộp màu này, nét bút này, layer này và các cái công cụ mà kèm theo sẽ sử dụng ở trong cái việc mà vẽ vời nhiều. Thì nó lại đóng cái thanh timeline để mà thiết lập các cái tham số cho chuyển động. Đấy, hoặc là nếu mà tôi chuyển sang photography, đấy, thì lúc này thì nó lại đưa ra histogram, navigator, library vân vân. Rồi nếu mà tôi chọn typography chẳng hạn thì lúc này nó sẽ mở ra các cái panel tương ứng chuyên về chữ nghĩa. Đó, chuyên về chữ nghĩa thì nó sẽ giúp tôi là giải quyết các vấn đề trong thiết kế này. Sử dụng chữ nhiều thì nó sẽ đưa ra các bảng panel phù hợp với công việc. Đấy, thế còn nếu mà thông thường, nếu mà chúng ta chưa có xác định rõ ràng công việc và cũng như là chúng ta mới học thì chúng ta nên để ở chế độ essential thì nó sẽ đưa ra những cái gì mang tính khái quát nhất. Bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ thiết lập một cái môi trường làm việc phù hợp nhất với lại công việc mà chúng ta đang làm. Đấy, thế còn nếu mà các bạn mà đang làm một cái gì đó và các bạn hay sử dụng một công cụ nào đó, hay sử dụng một cái hệ panel nào đó ở trong cái công việc thì các bạn có thể là mở các cái thứ đó ra, sau đó thì các bạn chọn lệnh new workspace này. Bằng việc là chọn new workspace thì các bạn có thể là viết các cái tên mới để nhận diện là công việc của mình, cái workspace riêng của mình, không gian làm việc riêng của mình đó. Và sau đó thì các bạn thiết lập thêm cái mô tả cái đó, lưu lại, thì sau đó các bạn mở ra thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái danh sách này, giống như là các cái chế độ thiết lập sẵn của Photoshop. Và khi mà chúng ta làm việc, tất nhiên là chúng ta sẽ gọi nó ra đó, và như thế thì nó sẽ đáp ứng tốt nhất cái công việc của mình. Còn không thích nữa thì các bạn có thể chọn cái delete đi và nó lại xóa cái danh sách đi. Cái hộp công cụ thì nó sẽ nằm ở phía tay trái sát cạnh màn hình như thế này. Ở trong này sẽ chứa toàn bộ các cái công cụ mà chúng ta có thể gọi trong các quá trình làm việc, cộng với lại hai cái ô là ô thiết lập màu tiền cảnh, hậu cảnh và một số các chế độ, ví dụ như là Quick Mask Mode và một số các chế độ view hiển thị. Ngoài ra thì nó cho phép chúng ta là thiết lập hai dạng như thế này. Dạng hộp công cụ một thanh thì nó mảnh, nó chiếm ít chỗ nhưng mà nó sẽ chạy tương đối sâu xuống phía dưới. Do đó nếu như mà chúng ta lấy các công cụ mà làm sâu là chúng ta phải di chuột xuống tương đối sâu phía dưới, nếu như chúng ta chọn bằng chuột. Thế còn dạng mà mở hàng đôi như thế này thì nó chiếm nhiều chỗ hơn, nhưng mà do mật độ tổng hợp của các công cụ thì nó nằm tương đối sát nhau phía trên. Do đó thì cái thao tác mà chúng ta chọn lựa các thứ thì nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tất nhiên đối với những người làm quen rồi thì đôi khi là họ còn đóng hết tất cả các thứ lại. Ví dụ như họ sẽ nhấn cái họ sẽ nhấn phím tab chẳng hạn, họ sẽ giấu hết đi, chỉ để lại cái không gian làm việc cho nó rộng, họ thao tác thôi, và họ cần cái gì thì họ có thể là gọi bằng phím tab luôn tất cả những cái đó. Các bạn chưa quen lắm thì chúng ta sẽ vẫn phải để chúng ta còn bấm vào, chúng ta chọn Thế nhưng mà trong một vài trường hợp thì chúng ta cũng vẫn có thể là giấu nó đi, nhưng vẫn có thể gọi bằng cách là gì ạ, di chuột và sát lên. Thì khi mà chúng ta di và giữ đủ lâu thì nó lại sổ cái hộp công cụ ra, và chúng ta chọn xong rồi chúng ta bấm vào trong thì nó lại thụt vào trong để nó trả lại không gian làm việc rộng cho chúng ta. Thế còn là phía bên tay phải thì như vừa nãy chúng ta đã xem qua một chút rồi, thì đó là hệ thống cái Docker, nơi chứa tất cả những cái panel. Panel này nó có thể mở rộng ra toàn bộ hoặc là có thể chọn một cái panel nào đó mà chúng ta cần. Thế thì khi mở ra toàn bộ thì chúng ta bấm vào mũi tên như thế này thì nó sẽ mở rộng ra thành một cái khoảng lớn như thế này, và nó sẽ xếp chồng lên nhau theo chiều dọc như thế này, đôi khi thành hai hàng. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là gọi các panel này trong cái quá trình làm việc. Thường là những cái việc can thiệp sâu hoặc là thiết lập một cái gì đó thật là chính xác thì chúng ta sẽ gọi các panel này. Và khi mà chúng ta gọi cái đơn thì các bạn phải bấm vào cái icon, cái biểu tượng của nó sẽ sổ ra phía ngoài như thế này. Sau khi thiết lập các thứ xong thì chúng ta có thể là lại thu nó vào bên trong. Đấy. Thế một cái này thì có phải lúc nào nó làm đây không? Hay tất cả đều làm đây, hay nó chỉ làm một số? Thì nó chỉ làm một số thôi. Đấy, và bây giờ tôi cần cái gì thì tôi sẽ bấm, tôi mở cái đó ra. Thường thì nó sẽ sắp xếp theo theo một nhóm. Theo một nhóm tức là những cái thằng nào mà hay được sử dụng cùng nhau trong quá trình làm việc. Đấy thì họ sẽ sắp xếp thành một nhóm với nhau. Và nó sẽ thành ra những cái tab như thế này. Đấy, khi chúng ta active cái nào lên thì chúng ta bấm vào cái tab tương ứng thì nó sẽ nổi lên trên và nó sẽ gọi các cái hiển thị, các cái lệnh để cho chúng ta có thể là xử lý. Đấy. Thế còn khi mà chúng ta mở như thế này chẳng hạn thì nó sẽ sổ theo chiều dọc, bấm vào cái nào thì nó mở tích hợp, nó kích hoạt cái đó lên. Thế còn những cái dưới này thì khi chưa sở đến thì nó vẫn chờ. Và nếu như chúng ta muốn thu hẹp cái nào lại thì chúng ta có thể là bấm đúp vào nó thì nó sẽ thu hẹp lên, nó chỉ còn lại cái tab như thế này để cho tab tên thôi, để cho chúng ta có thể là nhìn thấy. Nếu muốn chọn lại thì bấm lại thì nó lại sổ ra. Đấy, bấm đúp thì nó lại thu ngắn lại. Đấy, ví dụ như thế này. Thế thì đây là một vài cái thao tác mà chúng ta cần nắm ban đầu. Đấy, cũng có thể là đóng hết lại đi cũng được, và cần cái gì thì các bạn mở trong, tìm vào trong menu Windows thì tất cả mọi thứ mà thuộc về giao diện và các thành phần thì các bạn cần tìm cái gì, các bạn không thấy cái gì thì các bạn cứ vào trong menu Windows này mà tìm ở trong danh sách này thì các bạn sẽ tìm ra. Thế đấy là cái sơ bộ về cái giao diện chung. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thao tác gọi là tạo một cái tài liệu mới và mở một cái tài liệu như thế nào. Trong cái quá trình vừa nãy thì tôi đã trao đổi với các bạn là nó có thể có hai cách làm việc. Một là thiết kế mới, có nghĩa là tôi tạo ra một cái tài liệu mới tinh, trắng tinh, không có cái gì cả, để chúng ta có thể là gì đấy thiết kế từ đầu theo một ý tưởng nào đó. Ví dụ như thiết kế một cái giao diện website hoặc thiết kế một cái thành phần nào đó cho cái cho những cái chương trình mà chạy trên nền tảng di động. Đấy. Đôi khi là thiết kế cái gì đó rất nhỏ thôi, ví dụ như một cái icon, một cái emotion, những cái biểu tượng mà mặt cười, mặt khóc, hay là những cái hình mà các bạn vẫn chèn vào trong cửa sổ chat. Đấy, thì nó cũng là có thể làm được ở trên này. Đấy. Hoặc là to thì như giao diện website, nhỏ hơn một tí thì có thể là các cái giao diện mà làm các chương trình chạy trên nền tảng di động chẳng hạn. Thì như thế là hầu hết những cái đó thì nó mang tính là creating, tạo mới từ đầu, và chúng ta sẽ mở ra một cái tài liệu mới tinh để bắt đầu bắt tay vào thiết kế nó. Đấy, còn một dạng khác là chúng ta sẽ mở một cái ảnh hoặc nhiều cái ảnh đã có, và lúc đó chúng ta sẽ tiến hành làm việc editing, chỉnh sửa trên đó hoặc cắt ghép trên đó. Thế để tạo mới thì chúng ta sẽ vào file và new ngay lại phía dưới này, hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl N. Đấy, thì các bạn sẽ chọn lệnh như thế này, một hộp thoại nó sẽ mở ra. Thứ nhất là trường đầu tiên các bạn có thể đặt là name, là tên của cái tài liệu đó. Thường thì nó mới mở ra thì đặt sẵn cho chúng ta là untitled 1, untitled 2. Tất nhiên là các bạn cũng có thể để nguyên cái tên này, sau khi các bạn làm xong các bạn lưu cũng được. Thế còn trong trường hợp mà đặt trước thì các bạn đặt tên vào đây, đúng không, gõ có tên bất kỳ. Sau đó thì các bạn xem xét về một vài tham số tiếp theo, ví dụ như là document đó, thể loại tài liệu thì chúng ta có rất là nhiều các thể loại đã được thiết lập sẵn trong này. Ví dụ như là clipboard, clipboard là gì? Clipboard là mở ra một tài liệu làm sao cho vừa với lại cái kích thước của cái thao tác print screen hoặc là những cái phần mà chúng ta đã copy, chúng ta cất ở trong bộ nhớ thì làm sao chứa vừa cái đó, thì chúng ta để ở chế độ clipboard thì là nó sẽ dám vừa cái hình ảnh hoặc là tài liệu đã copy. Default Photoshop size thì đây là cái tài liệu mặc định của Photoshop đó, nó cho chúng ta ở cái mức độ là 16 cm, 12 cm, và resolution đây đó tính bằng 118,1 pixel trên cm đấy, hệ màu RGB, độ sâu 8 bit, nền là nền trắng đấy, ví dụ như thế. Thế thì tùy từng mỗi một cái công việc thì nó sẽ có những thiết lập khác nhau. Ví dụ như là US paper thì size của nó sẽ là letter, khổ của nó lại tính bằng inch, nó rất là phong phú đây. International paper khổ A4 đó, hoặc là gì đây ạ, photo đấy, hoặc web, hoặc là mobile app design, vân vân. Thì mỗi một công việc như thế này thì nó đã đưa cho chúng ta một cái khổ chuẩn của cái công việc đó. Hay là đây, phim và video như vừa nãy tôi nói, tức là chúng ta sẽ tạo ra các khung cảnh để tạo ra các cái hiệu ứng hoặc là cái kỹ xảo gì đó hỗ trợ trong cái việc mà làm phim, thì nó sẽ để ở độ độ kích thước của nó là 720 x 480 pixel, độ phân giải 72 đấy, hệ màu RGB, nền như thế này đấy, ví dụ như thế. Thế thì bây giờ thì tùy vào cái việc mà chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ chọn lấy một cái chế độ làm việc cho nó phù hợp, đúng không? Ví dụ như icon, icon làm những cái biểu tượng ấy, thì nó cũng sẽ có những cái chế độ chuẩn luôn. Đây, 152 x 152 pixel đấy, làm cho iOS, iPad, đúng không? Application, nó đưa sẵn ra tiêu chuẩn luôn cho chúng ta theo quy chuẩn quốc tế luôn. Thế còn nếu mà các bạn không thích tất cả những cái này thì các bạn bôi đen, các bạn gõ trực tiếp vào cho tôi dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, đơn vị tính bằng cái gì, độ phân giải bao nhiêu, các bạn gõ vào và lúc đó nó sẽ để cho chúng ta là chế độ này là customize đấy. Thế thì đấy là cái thao tác mà chúng ta tạo ra một tài liệu. Thế và ở trong này thì nó có mấy cái tùy chọn đấy, thì các bạn hãy lưu ý độ dài, độ rộng hay là đơn vị đo thì thôi tạm thời tôi không nói nhé, cái này thì tùy thuộc vào công việc. Tuy nhiên chúng ta có mấy cái cần phải lưu ý là cái sản phẩm của chúng ta có thể làm ra với nhiều cái yêu cầu khác nhau, công việc khác nhau. Tuy nhiên là có mấy cái thứ mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước tiên là chúng ta nói về hệ màu đấy, thì chúng ta có bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, lab color, thì nó đấy là các hệ màu mà chúng ta có thể làm việc ở trên Photoshop. Tuy nhiên là có hai cái chính nhất mà chúng ta hay làm chúng ta hay gặp, đó là cái hệ màu là RGB và hệ màu là CMYK. Trong đó thì hệ màu RGB thì hầu như tất cả các công việc cơ bản đều có thể làm việc ở trên này. Đấy, từ thiết kế, nói tóm lại tất cả các thiết kế mà để trình diễn trên màn hình, trên web, vân vân, thì các bạn có thể để ở cái chế độ RGB này trên các thiết bị nói chung. Thế còn cái CMYK này thì là một cái nó tương đối đặc biệt, là để dành cho in ấn. Mà in ấn ở đây là chúng ta nói về in ấn offset, in ấn ở trên máy in công nghiệp, in 4 màu đấy. Thì cứ thiết lập, ông nào mà đã làm việc về in thì màu là phải là cái này đấy. Thế còn nếu mà các loại in khác thì các bạn có thể để, còn trừ cái in offset là chúng ta phải để CMYK đấy. Thế còn cái đó thì nó lại liên quan tới thêm một cái phần này đấy. Thông thường thì chúng ta sẽ có hai cái độ phân giải mà cũng liên quan tới cái mục tiêu như chúng ta vừa mới nói. Một khi mà các bạn đã làm các cái thiết bị chạy ở trên nền màn hình hoặc là web thì về các bạn chỉ cần là 72 là ok. Đấy, còn nếu như mà các bạn làm để in ấn thì cái này nó sẽ phải là 300, đơn vị sẽ tính là pixel trên inch. Thế còn ở cái nền, ở đây thì chúng ta có mấy cái tùy chọn Y mặc định là nền trắng. Đấy, cũng giống như chúng ta mở một trang giấy trắng ra để chúng ta phát thảo một cái gì đó lên thì nền trắng là dễ dàng nhận thấy nhất. Tuy nhiên chúng ta còn có những cái tùy chọn khác, ví dụ như là background color. Đấy, thì nó sẽ lấy cái màu giống như là cái màu ở trong ô màu này hiện đang có màu gì thì nó sẽ lấy đúng màu đó. Transparent là chúng ta sẽ mở ra một cái khung tài liệu mà nó theo kích thước yêu cầu nhưng mà trong suốt, không có màu mè, không có điểm ảnh, không có bất cứ cái gì trong đó, như là một cái tấm mica trong hay một tấm kính trong. Đấy, lúc ấy chúng ta vẽ vời, chúng ta làm gì lên đó là. Thế thì đây là cái cách để mà chúng ta tạo ra một cái tài liệu mới để chúng ta thiết kế một cái gì đó. Đó, thế còn cái advanced này thì nó sẽ nói cho chúng ta là biết là những cái chế độ màu, quản lý màu như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang mới làm việc vào ban đầu cho nên tôi cũng sẽ không nói sâu vào, tại vì chúng ta chưa đủ khái niệm. Tuy nhiên đến đây thì chúng ta có thể nhập OK để thiết lập cái chế độ đó, hoặc nếu như đây là công việc mà các bạn sẽ lặp đi lặp lại, đã xác nhận là sẽ lặp đi lặp lại với cái công việc này, với khuôn khổ này, các bạn có thể chọn cái nút lệnh Save Preset này để nó thành một cái danh sách, nó cũng nằm ở trong này, tương tự như là cái list có sẵn của chương trình. Đấy, thì lần sau thì các bạn mở ra là các bạn có thể tìm thấy cái thiết lập đó và các bạn không phải làm lại thêm một lần nữa. Đấy. Thế sau khi làm xong thì các bạn nhấp OK thì nó mở ra cho các bạn một cái trang như thế này, xung quanh là nền xám xám hoặc là đen, đúng không? Ở giữa là một cái vùng như thế này là vùng làm việc. Đấy chính là cái tài liệu mà chúng ta vừa mở ra. Đây, tài liệu trắng, tài liệu grid new để cho chúng ta bắt đầu vào, chúng ta tô vẽ hoặc chúng ta làm một cái gì đó trên này. Thế sau khi mà làm một cái gì đó, đúng không? Ví dụ như là vẽ vời vài cái gì đó trên này, tô màu vài cái gì đó trên này, hoặc là làm xong rồi thì chúng ta sẽ vào file, save, lưu nó lại. Và ở đây thì chúng ta có thể là save ở nhiều dạng khác nhau. Đấy. Nhưng nếu mà mặc định gốc của chương trình thì nó sẽ có cái đuôi là PSD. Đấy chính là cái định dạng gốc của thằng Photoshop. Thế còn ngoài ra chúng ta có thể lưu nó ở nhiều dạng khác. Ví dụ như là rất quen thuộc mà chúng ta thấy nhiều nhất đó là JPEG. Đó. Hoặc là các bạn có thể là lưu ở dạng PDF. Đấy. Hoặc là PNG, hoặc là tip, vân vân. Đấy là những cái định dạng mà chúng ta thấy là tương đối là phổ biến ở trong các công việc thiết kế. Thế mà sau khi mà chúng ta chọn thì chúng ta chỉ định một cái vị trí lưu này, đặt tên cho nó này, nhấn save và nó sẽ lưu. Tất nhiên ở trong một vài định dạng thì nó sẽ mở ra thêm cái hộp thoại để bắt chúng ta thiết lập thêm một số các tham số, ví dụ như tỷ số nén hoặc là độ trong đục, vân vân. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta sẽ làm khi mà chúng ta tạo mới một tài liệu của chúng ta lưu. Thế còn trường hợp mà phổ biến hơn đó là chúng ta mở một cái ảnh có sẵn ở trong đang lưu ở trong máy đó, và trong trường hợp này chúng ta vào file và open hoặc là chúng ta nhấn Ctrl O. Sau khi mà chúng ta lựa chọn như thế này chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm chọn tới cái địa chỉ mà lưu cái ảnh của chúng ta muốn mở đó. Sau đó thì nhấp open, nó sẽ mở cái ảnh đang được lưu ở trong máy tính ra, và lúc này thì chúng ta lại bắt đầu làm việc ở trên cái ảnh đó. Hoặc các bạn cũng có một cách khác như thế này. Nếu mà open thì các bạn chỉ việc là gì ạ? Nhấp đúp chuột thôi nhé. Nhấp đúp chuột vào cái vùng trống như thế này, nó sẽ thay thế cho cái lệnh mà open Ctrl O đó để nó truy luôn vào trong các cái folder ở bên trong hoặc là ổ đĩa bên trong để giúp chúng ta chọn lựa, mở, lấy một cái bức ảnh ra để chúng ta làm việc. Thế thì như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu nhanh về cái vai trò đó, và giao diện cũng như là các cái công việc mà Photoshop có thể giúp chúng ta làm Thế thì bây giờ các bạn làm quen thử một chút, 1-2 phút thôi, chắc là cái việc này nó rất là đơn giản. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào và giới thiệu về cái cung cách làm việc, quản lý ảnh, các cái công cụ cơ bản để chúng ta làm việc trong Photoshop như thế nào.